Đây vườn điều 15 năm của ông anh. So với điều Bình Phước thì điều này không có tuổi đâu, nhưng mà ở đây điều vườn này là ghê lắm rồi nha. So với ở đất Gia Lai này, điều anh Đại là đẳng cấp đấy, không phải đùa đâu. Mong sao nó chín rồi rộ mà cỡ được chục ngày nó đâu đó. Nó chín rộ về là mình thu khỏe anh. Thế là giá là ba mấy rồi cả. Giá rồi còn 25. Phải à? Đau hết nào. Trồng đều đều. Được mùa. Nay nay vừa mất mùa vừa mất giá. Đều dụng này, đều dụng giờ trời nhặt này. Nhìn vậy thôi nhưng mà trái rất là nhiều ấy, không phải ấy đâu. Điều anh Đại ra không đồng đều, chỗ thì đang ra hoa, chỗ đang thu. Đang khát nước, ăn. Giáp họng. Đừng phun thuốc anh, không nên, theo em không nên phun thuốc đâu anh Đại ơi. Cũng không nên làm cỏ đâu. Rồi, ăn miếng coi. Ăn miếng quả đỏ mọng này coi. Nghe nói điều đỏ là nó cắt hơn điều vàng anh. Ăn miếng. Cũng ngọt anh, ăn mấy quả chát chát vui. Ăn ta quay mà ăn. Ngọt không? Chát 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 ha. Cái này cắt muối ra xong chấm muối ớt ngon lắm á. Nhưng mà chấm ăn coi chừng là sặc đấy. Ờ đúng rồi, ăn muối ớt hay sặc lắm anh. Cái cây này là giống điều này, quả lại bé tí như ngón tay. Nhưng mà cái đấy là quả nhỏ nhưng hạt to. Ừ, quả nhỏ nhưng hạt to. Dày đặc luôn. Đây, cái đây này. Đó. Cây này dày là do nó cái này phải chỉ có chấm muối ớt, muối mì tôm. Rát lắm, giờ rát hết cả họng rồi này. Giống như là bị trào ngược dậy thực quản này. Đủ, cây này kinh chưa? Khủng khiếp. Nhưng mà hạt nhỏ anh Đại. Có chùm nó mười mấy trái mà. Ừ. Nó bù lại nó nhiều nhỉ. Phải châu chát. Nhưng mà cái điều mà điều ghép ấy kìa. Quả to hạt to. Quả to lắm. Quả to hạt to nhưng mà nó được ít quả. Giống điều ở Đại vừa này bao nhiêu thứ điều, bao nhiêu giống điều, rất nhiều giống. Ồ quả chín quá mà không nhặt đi nhặt đi Đại ơi. Cái này từ hôm qua này chưa nhặt kịp. Không có công nhặt luôn hả? Dưới kia mới cày hay ủi gì vậy? Anh mới múc đây. Múc cái gì dưới đấy rồi? À, anh mới múc của thằng kia đổ xuống để chuẩn bị mấy mưa thả lúa, mưa xuống thả lúa. Cái đám này ngày xưa nuôi cá này mà bây giờ cạn khô rồi này. Ngày xưa nuôi cá bây giờ cạn khô cạn đét. Thì nó cho mình đất thì sao? Tính ra anh Đại ơi, ngày xưa mình mà không ủi cái bờ này xuống dưới kia, mình làm cái ao gì chứ nước tống hết, đào một cái rạch tống hết nước xuống đấy ok hơn đó. Không tống được, nó không thoát nước được đi. Không đi được đâu được đó hả? Ừ. Nó bị nghẹt. Nó nghẹt giữa đây này, nó xuống còn. Nó nghẹt giữa đây. Em biết rồi. Xuống kia là gọi là cụt rồi, đừng cụt rồi. Đây có bị ăn trộm không này? Điều có bị ăn trộm không? Có. Điều vậy mà không bị ăn trộm à? Nó ăn trộm nhưng mà không đáng kể đúng không? À, thôi. Vườn điều của anh đẹp quá. Chưa nắng vô cái vườn điều này mới thấy giá trị như thế nào tí nhỉ? Cái nắng phút thiện thì nói gì nữa, cái nắng phút thiện nắng cháy ra cháy đầu mà chưa nắng vô cái vườn điều thấy nó giá trị. Thôi, năm chạy xanh chào mọi người.